Cái gì đấy? Anh sĩ kẹo đẹp trai nhất trong làng Sở Chim Free Fire. Úi dồi ôi, anh điên à? Anh xấu trai bỏ mẹ đi. Úi dồi ôi, nói thế tí nữa bọn Antifa chúng nó vào chửi anh chết. Không. Có người rồi. Nó chưa có giáp. Mày chết này. Một đứa lên bảng nhanh gọn luôn, không cần phải nói nhiều. Ui, chúng mới lận được cái cây MP40 này. Ngon vãi nồi. Yes. Lượm được MP40 thì ngon vãi nồi rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Nói chung là chú cho mình lượm đồ ngon ngon tí thì vả thằng nào cũng được. Còn đồ mà cùi cùi thôi xong chú nó vả mình SML anh em ạ. Và mình sấp mặt lỡ lờ. Có người, một đứa. Mày làm gì đấy, mày chạy à? Chỗ nào? Mày làm gì đấy, mày chạy à? Một đứa thôi con này. Mày lên bảng đi. Chú không thấy bạn nó đâu. Bạn nó không qua đâu. Bớt đạn xuống trường đi lại máu này hợp lý nhỉ. Đi cháu ơi, đây. Bạn nó mà qua là mình vả bạn nó vỡ mồm vỡ miệng luôn. Đấy, nói chung là thằng nào mà mất dạy là cho lên bảng đếm số. Thế cho nó nhanh, thế cho nó sớm chậm. Đéo tin. Má nó chấp Z-Zone luôn này. Chú cháu mình nhá, không phải sợ bom rơi. Cháu hiểu không? Chú cháu mình không phải sợ. Má mày. Sợ gì? Ui, có người. Cái gì vậy? Đây chú đây, làm sao? Chờ chú tí, nó bắn cháu đấy mà. Bỏ còn lại, có đây. Má nó đây rồi. Được rồi. Ok, chú xe 2 từ 3 rồi. À, nó ở bom keo trước mặt à? Cứ quấn để máu đi. Nhanh, chú cháu mình lên xe qua vả nó luôn. Má nó. Dám chơi cháu tôi à? Được rồi, mất dạy. Dám ba thằng này không tuổi. Ok, cho cháu lên xe. Đi. Mày đây rồi. Một đứa nốc này. Thằng này nữa. Được rồi. Má mày. Ui, bắn nó. Ui, thằng bé nó dã chú. Vãi cả nồi, không hiểu sao cho nó bắn xuất cắt, cho nó bắn chuẩn thế. Nhanh. Cháu ơi, nhanh. Nó từng băng mà chạm vào xe là lỗi, cháu ạ. Nó vướng xe là lỗi, nó không dựng được từng băng đâu. Game nó fix lại lâu rồi, cháu ạ. Mua nick Free Fire Liên Quân, tới ngay supsikeo.vn, đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, chào mừng tất cả anh em đến với Sĩ Kẹo Súp.vn. Và ngày hôm nay thì Súp Sĩ Kẹo.vn chính thức được quay trở lại rồi nha anh em ơi. Hiện tại thì anh em nạp thẻ là sẽ nhận ngay tỷ lệ 1-1. Nạp 100.000 nhận ngay 100.000 luôn anh em ạ. Thì đối với chuyên mục game Free Fire ở trong số ác của mình, anh em có thể là mua ác để chơi này. Rồi là thử vận may cũng như là mở hòm kim cương để nhận rất là nhiều những cái ưu đãi nha anh em ơi. Rồi ok, ngoài ra thì ở bên các shop ác của mình có bán cả ác liên quân anh em ơi, thử vận may liên quân luôn này. Cũng như là kể cả game PUBG thì shop ác của mình cũng có bán luôn nha anh em ơi, phục vụ cho tất cả anh em luôn này. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái chuyên mục đó là mở hòm kim cương nha anh em ơi. Được rồi, anh em sẽ có cơ hội nhận rất nhiều kim cương cũng như là ác VIP anh em ạ. Thì đây anh em, bây giờ là anh em sẽ lựa cái hòm kim cương để mở nha anh em ơi, ok. Mình sẽ lựa cái này anh em ơi. 66349 này, ok, đã mua thành công rồi. Sau khi mà anh em mua xong thì các bạn có thể là vào trong cái mục lịch sử giao dịch đây. Ok. Wow, vãi nồi. Trúng hẳn 700 kim cương rồi anh em ơi. Như vậy là lời rồi anh em ơi. 50.000 bình thường anh em nạp là được có mỗi 280 kim cương. Ui. Ok, tiếp tục mở hòm kim cơ anh em ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục lựa thêm cái hòm kim cơ anh em ơi. Anh em xem cái hòm nào số đẹp xíu nhỉ. 66350 này, ok. Rồi nha. Và tất nhiên là anh em lại tiếp tục vào trong cái lịch sử giao dịch. Ui, vãi cả nồi. Trúng tận 2.000 kim cương luôn. Ôi vãi nồi, ngon vãi anh em ơi. Anh em bỏ ra 50.000 chúng tận 2.000 kim cương, ui vãi cả trưởng rồi anh em ơi. Và đây trong tài khoản của mình còn 100.000 nữa anh em ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục mở hòm kim cương anh em ơi. Đây rồi. À bây giờ mua hai hòm kim cương một lúc cho nó lẹ này. Rồi, thêm một cái hòm nữa anh em ơi. Ok luôn, mua luôn này anh em này.
Úi dồi ôi các bạn ơi, vào lịch sử coi nào anh em ơi. Ui, làm hai nháy luôn, 50.000 trúng 500 kim cương, 50.000 trúng 1.200 kim cương. Úi giời ơi, nó lời vãi lìn anh em ơi. Thế này thì anh em còn chần chừ gì nữa mà không tham gia nhỉ? Và đây bây giờ để rút kim cương về tài khoản game Free Fire, anh em sẽ vào cái mục này cho mình này. Đấy, anh em chọn vào rút kim cương nha anh em ơi. Ok. Đến cái bước này thì các bạn chỉ cần là lựa chọn cái số kim cương mà anh em muốn rút. Mình có hơn 4.000 kim cương này là cứ lựa chọn cái mức rút lớn nhất đi anh em ạ. Xong là anh em sẽ phải nhập cái ID game của anh em vào. Ok. Mình sẽ dán nó vào luôn anh em ạ, có sẵn rồi cơ mà. 117-28101 này anh em kết bạn giao lưu nhá. Như vậy là mình đã yêu cầu rút thành công rồi anh em ơi. Trong tài khoản còn kim cương thì anh em cứ tiếp tục mà rút thôi. Ok, như ở đây là mình đã rút thành công rồi anh em ơi. À và anh em để ý cái trạng thái nha anh em ơi, đã thành công. Bây giờ các bạn sẽ vào trong game để kiểm tra này. Ui, chúc mừng cái gì đây? À, anh em nhận được cái bản thiết kế búp bê khi mà anh em nạp tiền à? Rồi, 4.384 kim cương luôn anh em ơi. Phải nói là ngon vãi nổi anh em ạ. 200.000 anh em được 4.384 kim cương luôn. Được rồi, đây, tôi sẽ mua cái gói Alok anh em ạ. Ok. Nhìn ngầu vãi nổi ra anh em ạ. Cái set đồ này mặc thì ngầu vãi trưởng rồi. Ok. À, vé giảm giá. Rồi, ui dồi còn 1.800 này. Ngon vãi anh em ơi. Ui dồi ôi, đúng là dân chơi đây rồi anh em ạ. Cái set đồ này thì nó ngầu vãi cả lìn ra rồi anh em ạ. Đấy. Ui dồi ôi, người ta cứ phải gọi là chất chơi người rơi. Rồi, ok, hay quá. Lúc nãy là mua bộ trang phục thôi anh em ạ, bây giờ là mua thêm con nhân vật Alok này. À, vẫn được giảm giá luôn. Ui dồi, quá ngon, 499 kim cương. Tuyệt vời ông mặt trời. Có Alok rồi, bây giờ anh em vào trang bị đồ thôi nhỉ anh em. Hơi bị ngầu lòi luôn, ông nào bảo không ngầu lòi, bước ra đây luôn. Ui, tuyệt vời, không nào anh em ơi. Mời mời con mẹ nhà mày, bố mày đang review bộ trang phục. Cho mày chỉ đái luôn. Rồi, ok. Anh em chờ tôi tí. Tầm này là tôi nghĩ là tôi sẽ mở luôn hai cái khe kỹ năng của con nhân vật Alok anh em ạ. Mở luôn nhá. Khe thứ hai này. Ok. Đã xong rồi anh em ơi. À, ngoài ra là mình sẽ xem nâng cấp nhân vật luôn anh em ạ. À, mình có thể nâng cấp nhân vật lên level 6 luôn. Ui. Còn cái thẻ level 8 thì không có anh em ạ. Đây 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 đây. Chơi cái này. Hay quá. Ui dồi ôi. Mở luôn level 6 của con Alok này anh em này. Ngầu lòi chưa? Ui dồi, level 6 thì con Alok nó bá vãi lìn ra anh em ạ. Như ở đây là khi mà anh em nhấn vào cái nút chức năng đặc biệt, anh em sẽ được gọi là tăng tốc độ di chuyển thêm 14%. À, nó còn hỗ trợ cho anh em gọi là tăng 5 máu trong vòng 9 giây. Như vậy là được tăng 45 máu luôn. Ui, ngon vãi trưởng. Thế này thì anh em còn chần chừ gì nữa mà không vào supsikẹo.vn và tham gia rút cái hòm kim cương may mắn nha anh em. Lúc nãy là mình rút thấp nhất là 500 kim cương anh em ạ. 50.000, như vậy là dùng thêm vé giảm giá nữa là mua được con Alok luôn. Cứ phải gọi là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Chú nghĩ là cho nó cũng qua đây cho nó lượm sát ấy. À đây rồi, à đây rồi. À đây rồi, à đây rồi, à đây rồi. Má mình mấy đứa đây? Một đứa, còn một đứa nữa trong nhà. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ok, clear, 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 clear cháu ạ. À, à, bỏ đẻ đâu, bỏ đẻ đâu. Đây phải, đây phải á, đây, đây, đây. Đấy, đi đây, đây, đây. Chúng nó chạy đâu nhỉ? Không thấy, không thấy, không thấy. À, ngay phía sau, ngay phía sau, ngay phía sau. Mấy đứa, một đứa, một đứa à? Má mày, má mày, má mày, má mày, má mày, mày chạy à? Mày chạy, mày chạy, mày chạy à? Ok, 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 rồi cháu ơi. Đây, chú lấy con xe, chú lấy con xe, chú rước này. Ui, tổn máu thế. Bò rát lắm cháu ạ. Đây, đây, đây. Nhanh cháu ơi, đi. Đây, chú thay đạn rồi, đi. Còn có 4 thằng nữa thôi. Ui, 2 team, 2 team, 2 team. Còn có 2 team, bo thu nhanh nhanh lên cái. Sao hả con? Chú ơi, tiền nó free fire rồi. Chú nạp bao nhiêu tiền ra? Chắc tầm khoảng là hơn chục triệu con ạ. Chắc tầm khoảng là hơn chục triệu con ạ. Chắc tầm khoảng là hơn chục triệu con ạ. Chắc tầm khoảng là hơn chục triệu con ạ. Chắc tầm khoảng là hơn chục triệu con ạ. Chú nạp ít mà, đâu đâu có nhiều. Ui, phải rồi. Phía sau có người, phía sau có người. Hai đứa luôn. Má mày, hai đứa luôn. Má mày, hai đứa luôn. Quần máu, quần máu, quần máu, quần máu, quần máu. Nhanh chú spot cho, quần máu, quần máu. Má nó. Được rồi, cho nó mấy quả liệu này. Cho nó mấy quả liệu cho chừa này. Ok, chú có bông keo. Chú nhiều liệu lắm con ạ. Qua đây, chúc mày ăn no liệu nha, chúc mày ăn no liệu nha. Chú thì cực kỳ nhiều liệu rồi. Mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi.
Chúng mày chạy đi. Một đứa rồi. Yes. Đây, cháu ơi. Nhanh cứu nhanh để còn Win à. Ok. Đây, chú bắn cho này. Nhanh. Đây, cháu ơi. Nó đâu? Đầu bên kia. Má nó hơi bị phải lúa nha con này. Đầu bên này à? Có phải không? Rồi, một đứa. Tim về. Ui, thằng kia hướng ở lại. Vãi đổ thế. Thằng kia hướng ở lại con đây. Nó ngay bên kia. Mày này. Má nó dựng một keo này. Chú xấy nó luôn con ạ. Dựng một keo này. Yes. Xong chưa? Wow.